chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh của chúng ta đi hai chân Su xí dầu và bông với bỏng. Thì cả nhà có biết không, nay á cả nhà Su với bông với miêu lập thành một phe rồi cả nhà, đó là phe của chị Hiền đó. Để làm cái gì? Để đối đầu với anh Sen cả nhà. Hôm qua tìm cách đánh anh Sen rồi, anh Sen tức quá. Hôm nay anh Sen phải nghĩ ra được một cái trò gì đó để trả thù lại chị Hiền đó. Anh Sen biết rồi cả nhà. Bây giờ ba đứa đó là một phe, tụi nó đứng với nhau kìa. Ba đứa nó đứng với nhau, nó không cách rời nhau tại vì nó sợ anh Sen chia rẽ cả nhà. Anh Sen tìm cách anh Sen trả thù quá nên năm nay tụi nó đứng gần lại với nhau. Bây giờ anh Sen có một cái kế hoạch để có thể chôn chia rẽ cái team của chị Hiền ra nha cả nhà. Để làm cho cái team chị Hiền nó xáo trộn đi, gọi là mất đoàn kết đi. Lúc đó anh Sen sẽ có cách trừng trị từng người một. Ok, bây giờ anh Sen sẽ đợi chị Hiền xô bao đi ngủ đi. Anh Sen sẽ tiến hành kế hoạch. Cả nhà theo chân anh Sen, đã có thể là anh Sen tiến hành kế hoạch như thế nào mà có thể chia rẽ được đội hình của nhà chị Hiền nha. Bây giờ nghe Bông, chị với lại chị Su với lại Bông là trở thành một phe nha. Đừng có chơi với ông Sen nữa, tại vì ông Sen xấu lắm. Ông Sen chơi chị em mình mập hết trơn á. Nghĩ sao vậy, chị em mình ốm nhất ốm như vậy mà lúc nào cũng body shaming chị em mình hết trơn. Bây giờ mình quyết định rồi, chị Hiền cùng với em Su em Bông sẽ lập thành nhóm ba hùng mít như cả nhà. Nhóm này là nhóm anti anh Sen, đúng không Bông? Anh Sen không chơi anh Sen nữa, ông về là lỡ ông nghe. Bây giờ nhóm ba hùng mít gồm chị Hiền, em Su em Bông sẽ lên trên lầu để bàn kế hoạch anti anh Sen như cả nhà. Bây giờ bọn nó, mấy đứa nó lên nó ngủ rồi. Bây giờ sẽ vào tiến hành kế hoạch đi theo để chia rẽ cái team ba hùng mít ra nha cả nhà. Đi theo anh Sen. Hiện tại nhóm ba hụt mít cần có biệt danh. Chị là hụt mít đen, Su là hụt mít nâu, Bông là hụt mít trắng, nghe chưa? Đúng rồi. Thôi bây giờ mình ngủ đi Bông. Ba hụt mít ngủ để dưỡng sức, để chiều mình nghỉ có hạt mình cho anh Sen. Đây, mày ngủ đi. Sen phát hiện ra tem ba hổng biết đi ngủ rồi nha. Su Bông á, không nói được nên hôm nay anh Sen sẽ bắt đầu tiến hành chia rẽ nội bộ. Im lặng nha. Đập tụi bay vô. Tụi bay dán wifi chị Hiền hả? Giờ là quay. Hả? Wifi chị Hiền nè. Wifi chị Hiền nè. Không fan Sen nữa. Quay phê chị Hiền là nhớ đó. Ok cả nhà. Bây giờ để tiến hành kế hoạch thì anh Sen sẽ đổ lỗi nha cả nhà. Đây. Rồi ok. Rồi đây là đồ trang điểm của chị Hiền. Đây là những thứ mà chị Hiền rất là quý. Tại vì sao? Tại vì những cái đây có thể làm cho chị Hiền đẹp lên. Chứ bình thường không có những cái đây á, chị Hiền xấu lắm cả nhà. Nên bây giờ anh Sen sẽ lấy những cái đây, anh Sen đi giấu ở chỗ khác. Đó, sau đó anh Sen sẽ đổ an cho một thành viên ở trong team của chị Hiền. Để chi? Để khi đó á, là thành viên đó là y như là cái người đã lấy những cái đây vậy đó. Để lúc đó là chia rẽ ra. Sau đó anh Sen sẽ từng bước chừng trị từng thành viên một. Hai tụi bay chắc chắn sẽ tới luôn. Tụi bay ngồi yêu đó. Phê chị Hiền này. Su Bông thì còn nhỏ và quá sợ anh Sen cho nên bây giờ Su Bông không dám nói gì với chị Hiền cả nha. Chị Hiền thì bây giờ đang ngủ mọi người ơi. Người mà anh Sen cần phải chia rẽ đầu tiên đó chính là em Miêu và Miễm. Tại vì sao? Tại vì em Miêu là cái người cực kỳ trung thành với chị Hiền luôn, là thành viên mà gọi là lâu năm nhất với chị Hiền. Còn Su với em Bông chỉ là hai thành viên mới gia nhập thôi. Vì vậy á, để mà có thể chia rẽ được cái nhóm bài hút mít này thì phải chia rẽ được thành viên cốt cán trung thành nhất, đó chính là em Miêu và Miễm. Lên đây với cả nhà, lên đây với chị. Hay chính là cái thành viên cốt cán nhất. Hả? Đó, cái người mà chuyên gia mách lẻo anh Sen đó cả nhà. Đó, lúc nào anh Sen làm gì cũng đi mách lẻo anh Sen để cho chị muốn anh Sen á. Bây giờ á, anh Sen sẽ tiến hành đổ thừa nha cả nhà. Giấu ở đây trong bên người em yêu. Lúc đó á, khi mà chị mất đồ, chắc chắn chị Hiền sẽ đi tìm hung thủ. Khi thấy những cái đây trên em yêu, chắc chắn á, chị Hiền sẽ nghĩ em yêu là hung thủ. Từ đó, chị Hiền sẽ đuổi em yêu ra khỏi nhà. Đó, khi đó là anh Sen đã có thể chia rẽ được cái nhóm bao nhiêu chuyện rồi. Ok. Thank you.
Miu hả? Anh nghe nói á là dạo này á là Miu nghe lời chị Hiền lắm đúng không? Đúng không? Dạo này Miu nghe lời chị Hiền lắm đúng không? Đúng hả? Bây giờ Miu ơi, anh cho Miu có cơ hội này. Bây giờ Miu có muốn qua phe tháng đẹp trai không? Không cả nhà. Tại sao? Miu kêu là anh thắng xấu quá. Qua làm gì? Thì con này nó trung thành với chị Hiền lắm cả nhà. Được rồi, bây giờ sẽ tiến hành cắt. Miu, anh nói này, nếu mà Miu qua bên anh á, một ngày anh sẽ cho Miu 10 con cá. Miu chịu không? Không luôn cả nhà. 20 con cá. Không luôn. Được rồi, con này trung thành quá cả nhà. Bây giờ á, Miu ra xuống đây nha. Ừ, nè, anh cái này anh mua anh tặng cho Miu nè. Đó, cho Miu á, Miu nằm Miu ôm nó đây đi. Đó, Miu ôm nó, Miu trang điểm đi nha. Lúc này em mong nghe có tiếng động ở trên đây và em mong để lên để quan sát tình hình như thế nào và em mong để phát hiện hành vi sai trái của anh Xin đó cả nha. Đi, góp, phê của anh bây giờ đãi ngộ cao lắm. Qua bên anh ngày nào luôn ăn cá ngon á. Chứ đừng có qua phê chị Hiền nữa. Quen phê chị Hiền á, chị Hiền có thêm mấy thành viên nữa luôn rồi. Đâu có thương Bông đâu, đâu có thương Miu đâu. Bây giờ chị Hiền chỉ thương em Bông với lại em xuống thôi. Qua phê anh đi, đó, qua phê anh đi ngày anh một cá cho anh nha. Không là sao? À, mày quen khổ đúng không? Rượu mời không uống, mày muốn đồ phạt đúng không? Bây giờ mày có qua không? Không hả? Oh no. Con mày trung thành lắm quá hả? Bây giờ mày qua với anh không? Oh no. Cỡ đó mày còn không qua với anh nữa. Mày không qua với anh á, bữa sau á anh mày có cái gì anh không chia cho Miu đâu. Qua không? Không, được rồi, mày nhớ đó. Nè, nào đó, nhớ đó nha. Bây giờ á, để tạo ra bằng chứng thuyết phục hơn nữa thì anh Sen bắt buộc phải có một cái chiêu rồi cả nhà. Đây, anh Sen đã lấy cái son của chị Hiền rồi. Anh Sen sẽ đánh son lên mặt em Miu để chi? Để khi mà chị Hiền thấy chắc chắn là chị Hiền sẽ nghĩ rằng em Miu đã lấy son của chị Hiền. Đó. Không ngờ anh Sen còn chơi tới cái chiêu này nữa cả nhà. Tại vì chị Hiền rất thích son môi mà hình như đây chính là cây son đặc biệt em Bông dành tặng cho chị Hiền. Anh Sen dám lấy cây son này. Khi mà chị Hiền thấy em Miu như vậy, chắc chắn chị Hiền sẽ nghĩ em Miu là người lấy cây son của chị Hiền đó cả nhà. Em Bông lúc này cũng đã thấy được hành vi sai trái của anh Sen. Tuy nhiên em Bông bây giờ nhỏ, không biết làm gì hết. Sợ nhặt chạy vô á thì anh Sen sẽ quýnh Bông, cho nên Bông chỉ biết núp vào một bên Bông theo dõi thôi. Thôi đi đâu, thôi bằng trời. Đó. Ok. Sau đây á là Miu chắc chắn á sẽ bị chị Hiền ghét. Lúc đó hả, anh sẽ từng bước tiêu diệt được nhóm ba phục mít của tụi bay. Ok, thôi nằm đó đi. Đó, nằm đó. Đó, chạy đi đâu, nằm yêu đó. Rồi, giữ cái son đây. Rồi, nằm yêu đó nha. Lúc này em Bông nhanh chóng quay trở lại giường của chị Hiền. Bông bây giờ rất là sợ hãi cả nha. Bông không biết có nên báo cáo chuyện này với chị Hiền hay không nữa. Ê, theo cái dấu bước đi, để cho khi mà chị Hiền thức dậy, chị Hiền sẽ tìm ra được em Miu là hung thủ. Đó, đây. Sau khi mà lấy son của chị Hiền để tô lên miệng của em Miu thì bây giờ anh Sen lấy cái đồ trang điểm của chị Hiền, anh Sen rải để dụ chị Hiền lên đó cả nha. Lúc này chị Hiền vẫn đang ngủ và vẫn chưa biết cái kế hoạch gây chia rẽ của anh Sen đó cả nha. Thôi dậy đi Xu ơi, mình còn nấu ăn nấu uống nữa Xu. Trước tiên là mình phải trang điểm lại, nãy giờ ngủ bị trôi mất makeup rồi. Sao Xu, nãy giờ Xu ngủ có ngon không? Nãy giờ Xu ngủ ngon không? Ta lên. Ngon lắm hả? Còn Bông, nãy giờ Bông ngủ có ngon không? Ngon hả? Thôi bây giờ chờ chị trang điểm lại, sau đó là mình sẽ đi xuống, chị sẽ nấu cơm cho hai đứa ăn nghe. Thích của chị Hiền nữa rồi ta. Chị sẽ cây son tròn tròn nữa rồi ta. Ủa? Lạ dữ. Chị Hiền nhớ rõ đấy, là chị Hiền để cây son yêu thích của chị Hiền trong tay mà. Cái cây son nó mắc tiền lắm. Cái cây son á, bởi vì trước em tặng cho chị á, em dành dùm hết tiền tiết kiệm em tặng cho chị mất rồi Bông. Sao Bông nói cái gì? Phải đi tìm ra được cái son đó hả? Xu ơi, bây giờ mình phải làm sao Xu?
bây giờ phải tiêm được cái son đó chứ, cái son đó, cái son bông tặng chị Hiền mà chị Hiền lại mất á, là coi như là chị Hiền không có trân trọng yêu quý bông gì hết. Cái son người ta tặng cho chị Hiền phải giữ kỹ chứ sao để mất vậy đâu. Bây giờ mình phải tiêm. Được rồi, yên tâm đi, chị sẽ cố gắng tìm ra cái son đó, bông đừng có giận chị nha. Bây giờ mình phải tìm thôi cả nha. Lúc này em bông biết ai là người lấy cây son, tuy nhiên em bông quá sợ hãi cho nên em bông không biết nói gì hết mọi người. Ủa? Sao? Thu bông bước xuống. Sao cái cây đây là cái cây kỉ mắt của chị nó rớt ở dưới đây? Ủa? Đây nữa nè mọi người. Bông thật cái đầu kìa nè. Không biết xu đi thôi. Trời ơi, đây nữa. Rõ ràng đây là đồ trang điểm của chị Hiền mà. Chị Hiền cất ở trong tủ thì làm sao mà rớt ngoài đây được. Ê bông đi lên nữa kìa, bông nói gì? Đây nữa mọi người. Trời ơi. Đây nè. Ngay chỗ em bông đi mọi người. Nó dựng lên trên lầu. Rốt cuộc là ai để lấy đồ trang điểm của chị Hiền mà để làm rớt lên trên lầu như vậy? Đi bông. Trời ơi mọi người coi kìa. Thôi xong rồi cả nhà, bây giờ chị Hiền bị dính kế của anh Sen rồi. Không biết á là chị Hiền có nghi ngờ em Miu chính là hung thủ để lấy đồ của chị hay không nữa. Thì mời cả nhà đón xem bài tập tiếp theo nha.